Chú ơi, vậy là nhà chú có 4 người bệnh lần hả chú? Năm nay nếu mà bị gì tuổi mà giấu thì cũng như năm nay nếu mà tuổi dần á 60 tuổi mà tuổi giấy nó có 1964 à. Vậy chú tuổi con gì chú? Tuổi dần. Dạ. 60 rồi đó. 60 rồi hả? À, chú nuôi mấy con chim này chi vậy chú? Tại nó nhỏ đó nó nuôi nó thấy nó ủa chú nuôi hay mấy con nhỏ nuôi? Lần nào chú? Ủa nhóc trong đó nó nói chú nuôi mà. À, thì nó cũng như là nó hào á, nó kêu nuôi cho nó nuôi nuôi á. Mà cũng mến nữa nè. Dạ. Này nó chim thiên nhiên mà. Ừ. Được thôi mình phóng sanh nó luôn đi. Mình tạo phước đi. Vào chú bi với ạ. Dạ. Để con phóng sanh chim tạo phước cho chú. Đúng rồi. Mấy con chim này là thuộc dạng giống như là nó vô sổ đỏ rồi. Chim này chim quý mà. Mấy con này là nuôi nhốt trong thời gian không được nó cũng chết rồi, nó không có sinh sản được. Mình phải thả nó về tự nhiên. Nè, đó. Ừ. Đúng rồi, con tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên động vật là không được.